Falcon. Đây là ngôi nhà của thủ môn Nguyên Mạnh, cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam và câu lạc bộ bóng đá Viettel đang được xây dựng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngôi nhà có 3 tầng rưỡi, được thiết kế với phong cách hiện đại, hài hòa không gian trống cho gia đình 5 thành viên. Để phù hợp với phong cách này, Nguyên Mạnh đã lựa chọn sơn Falcon, dòng sơn với nhiều tính năng ưu việt. Thì bây giờ cái màu sắc chủ yếu của các cái công trình hiện đại ấy, thì người ta thường là sử dụng cái tông màu trắng sự em á. Đấy, còn một số cái điểm nhấn của mình thì mình sẽ là cho màu ghi xám thế đấy. Ví dụ như là cái màu trắng sứ ấy, của sơn Falcon gì đấy. Cái này là mình sử dụng cho cả trong cả ngoài luôn. Còn bên này là cái màu ghi xám để mình sử dụng các cái điểm chỉ cho trong và ngoài của công trình của mình. Thì em thấy như thế là có ổn không? Thì để anh phối màu công trình cho em. Rồi ngoài mình sử dụng màu như thế. Đúng rồi, cái chỉ là mình sử dụng cái này luôn. Thì ở phía ngoài thì chúng ta cũng sẽ sử dụng hai cái tông màu này là chủ đạo luôn. Thì em thấy như thế có được không? Thì, để anh phối màu cho em. Anh sẽ giới thiệu với mình các cái tính năng của sản phẩm sơn Falcon. Thứ nhất đấy là sản phẩm Polymer 2X. Thì nó là có cái chức năng là chống thấm bề mặt tường của mình và mình không cần phải là bả hay là sơn lót gì, mình dán thẳng lên luôn. Đấy, cái sản phẩm này là sản phẩm chuyên dùng về chống thấm và nó là màu ghi xám. Còn tiếp theo đấy là cái sơn trắng sứ ngoài trời Ceramic 801. Thì nó là một cái sản phẩm rất là đặc biệt của công ty Falcon. Thứ nhất là cái mén của nó bề mặt sơn nó đánh cứng này, đấy là có khả năng là chống bám bẩn các cái vệt bẩn của cái màu trắng của bức tường ấy. Đó. Và có cả khả năng chịu cái lực cơ học ở mức độ nhẹ khi bị tác động vào bề mặt của sơn. Và đặc biệt nhất là mình cái lúc mà bẩn mình có thể là lau chùi thoải mái, đấy, bằng cỏ rửa thoải mái. Còn đấy là cái sản phẩm sơn semi-gloss, sơn bóng nội thất trong nhà. Đấy thì bề mặt sơn rất là bóng và khi mà mình mà bị bám bẩn của bề mặt sơn ấy, thì mình có thể là lau chùi. Đấy, và tẩy rửa các cái vết bẩn một cách là bình thường. Đó. Nó có cái khả năng là lau chùi được về bề mặt của sơn. Đó. Đó là 3 cái sản phẩm chính mà anh muốn tư vấn vào cái ngôi nhà của mình. Đó. Sau khi tôi được bàn tư vấn về sơn Falcon ngoại thất mén sứ cũng như là nội thất bóng ngọc trái, thì dịch vụ sơn Falcon Nghệ An cũng như Hà Tĩnh và tổng công ty sơn Falcon khắp cả nước thì tôi hoàn toàn tin tưởng và đánh giá cao sơn Falcon. Tôi sẽ đồng hành cùng Falcon trong ngôi nhà của mình. Với thế mạnh liên doanh với công ty sơn Calimor ở Mỹ, sơn Falcon có nhiều sản phẩm đa dạng như sơn giải pháp, sơn trang trí nội và ngoại thất. Hiện nay, công ty là đơn vị dẫn đầu Việt Nam về sơn giải pháp như sơn ngoại thất, nội thất không cần lót, sơn chống nứt, sơn chống bám bẩn, sơn trên tường ẩm FU19. Công ty có nhà máy chính 20.000 m² tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh và chi nhánh miền Trung, chi nhánh miền Nam cùng hệ thống đại lý hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam. bạn còn.